đòn lòng phim không chuyên nghiệp thưởng cho thế. Á rồi, ướt cây đàn rồi. Ướt rồi. Hôm nay là ngày 8 tháng 8, ức gà sale 3 phần bao nhiêu? 4 phần, 88.000. 4 phần mà chỉ có 88.000. Rồi ship vậy liền. Là tặng cho Thế một cục xương công tình nó giờ diễn nè. Ăn ta chưa? Được ưu tiên lắm cho ăn xương á. Còn diễn dụng cụ diễn nha quý vị, giữa này với cái này cái gì? Cắt dầu. Không có liên quan tới đồ diễn cắt dầu. À là nhà đoàn phim chuyên nghiệp. Ở đầu đoàn phim không chuyên đang ngồi ăn nè. Chuyên nghiệp của chị đã khá thúi thôi. Xử xong cái bánh này, tối rủ tụi nó đi ăn cơm Dương Châu ra quán cà phê ngồi. Bây giờ mấy giờ phải không? 10 giờ rưỡi. Cứ tụi tôi là khách thôi. Ủa họ không đi nữa hả? Không đi xin đồ nữa hả? Cái mẹ người ta qua này nè, nó dữ lắm. Thằng Phương đang chở nó chạy ở trong cái chỗ cũng không có đèn. Anh Phương ơi, như bên đó tháng 7 của anh Phương. Tháng 7 ghê lắm anh Phương. Nó nhai đưa nhai lợi hoài. Tại sao lúc nào mày không nói lúc này mày nói? Hả mày? Mày hù dọa nó hay gì? Hả? Đúng không? Nó nhai gì rồi cảm giác mày sao? Ý là em cố tình là em không nhớ tới luôn á. Là cái bữa vô chùa là ăn buffet em không nhớ tới. Em cố tình em không nhớ tới luôn. Hồi đó giờ năm nào mày gặp tháng 7 hay là em nhớ cái bạn trời em đi đâu em sợ mày cũng còn đang nói bữa nay với nó bữa vô chùa. Rồi cái tự nhiên bữa nay nó lên cơn nó khiêu gợi em đang đi rất là bình thường. Cái nó khiêu gợi anh Phương ơi bữa nay tháng 7 đúng rồi Phương, tháng 7 là tháng này kia. Rồi giờ giờ chạy xe nó canh ngay cái chỗ tối tối đêm đêm thấy ghê của anh Phương tháng 7 à. Không, ai mượn vậy hả? Ăn ở bắt cái gì nói. Ví dụ có gì sợ sợ thì đừng nói để qua đi nói. Hiểu không? Mà đang chỗ tối mày nói mày nhờ cho người ta sợ hả? Nó trời cái mày coi cho nó đỡ sợ cái nó. Thôi tập trung chạy đi Phương. Nãy giờ mình uống hết ba trà đá, nó ngồi nó uống hết ly của nó, nên nó nói cái chụp cái ly này nó uống, chụp ly này nó uống. Cái nó y quên. Bây giờ mày việc uống hết 4 ly trà đá của tao rồi đó. Nha. Nó nhiều chuyện tới nỗi mà nó không có nhớ nó uống cái gì luôn. Mà cái này kem gì đây? Ly kem nhiêu vậy? Có cái bánh này nó thử cái này coi. Bánh kem sầu riêng. Được quá. Làm gì vậy? Tao chưa thử mà làm gì vậy? Biết rồi nó giống là sếp cái này quá ha. Kem này là bơ dừa. Sầu riêng đậm hơn bơ dừa. Thế thử bơ dừa trước, thử sầu riêng sau, thử bơ dừa đậm. Cái này là sô cô la. Ba cái nó chổi nhau hết trơn. Ba cái chổi nhau hết trơn. Này tự thử. Còn cái này thì nó hơi ngọt. Cái này nó thanh, hoa tan cái thanh. Cho mày cái ngọt. Thanh hơi ngọt quá, ngọt quá nó gắt. Này một ly nhiêu, nó sẵn bị quý luôn coi. 10 giờ rưỡi giờ vẫn còn mở cửa nha. Hỏi người ta còn bán không? Nó còn. Ờ nè, cái giá này 25-35 không. Hỏi này cơm chiên Dương Châu nè. Kem xong rồi vô chổng đói bụng ăn cơm. Nó tranh thủ cho mấy đứa này diễn. Mà tôi quan hồi còn diễn được nữa không? Thôi đi ngủ đi mày ơi. Diễn trời ơi. Chỉnh cho tôi qua một lần rồi tao nói chuyện tao muốn khang tiếng. Quá mệt mỏi. Mày gặp thêm mày. Mà hên là thằng này thì nó biết rồi, nó cũng quen rồi. Mà thằng này phải chỉnh nó nhiều. Từng ly nhìn thấy, mệt. Thôi ăn. Giờ cái này nó lạc lạc, dừa, nó không có ngọt gắt. Ăn không hồi vô cơm trâu. Thôi nếu mình ta còn mở cửa thì ăn ở đây luôn. Nghe chưa? Lần sau có gì ghê ghê không có nói bây giờ. Đợi qua để nói. Bó tài.